Hello, xin chào đại gia đình của kênh Huỳnh Trí Bảo nha. Thì đại gia đình mình đây hôm nay Bảo đang trên đường về về nhà nội, có một số công việc. Thì sẵn cũng muốn làm mấy cái video cho các bạn coi luôn, nhiều bạn yêu cầu làm video về nội nhiều, cũng như là quay trang trại hay là tiệm của chú Chiến đó, chú Mười mình đó, chú Út á. Thì hôm nay sẵn về có việc rồi, Bảo cũng muốn làm một vài cái video cho cả nhà mình coi cho vui. Thì đang trên đường đi đây, hôm nay đi có một mình thôi cả nhà ơi. Thì hồi nãy có ghé chợ mua cho bà ngoại, bà nội mình mấy con cua về hấp cho bà nội ăn. Bà nội mình thích ăn cua ghẹ lắm, về chuyến nào mình cũng mua. Nhưng mà mấy bữa trước thì không có làm video, hôm nay cũng làm video cho các bạn coi. Hôm nay video chỉ có hôm nay, nếu mà làm về là làm thì hiện tại bà nội mình thì chỉ ở nhà một mình, tại vì mấy chú thì đi làm ở nhà một mình với lại một cái cô giúp việc đó. Thì một lát nữa mình tới nhà để Bảo làm đem cua vô, cũng như là ăn trưa với bà nội, cũng như là hấp cua xong cho bà nội ăn. Thì bây giờ hẹn cả nhà một lát nữa về tới nhà xong Bảo sẽ quay tiếp nha. Đây cả nhà, bây giờ về tới nhà nội rồi nè. Đó, nội ngồi đây. Mua mấy con cua, chút ăn cơm nha. Cái nội nội đâu? Cái nội nội đây. Ô, tục giò có nội đây. Đó, cả nhà. Giúp của bà nội coi. Mừng rồi. Mừng. Đó. Là một sơ sơ cho cả nhà coi là nhà nội mình đây. Không, con nói trên video. Ăn cơm trưa chưa nội? Ăn cơm trưa chưa? Nội ăn cơm trưa chưa? Để con luộc cua rồi ăn luôn ha. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay bây giờ về đây là có bà nội cũng như là ăn cơm trưa với nội đó. Thì nhà nội thì có mình bà nội rồi cả nhà, với cái cô giúp việc thì ăn uống cũng bao nhiêu rồi, nên là bà nội ngày ngày ăn cũng ít lắm. Bà nội thì ăn cơm rồi, bây giờ mình lấy cua chút đây nè, rồi đó là đúng rồi, để mình lấy cua cho bà nội ăn. Ăn thì con ăn cao rồi đó, đừng lấy cho nó nguội bớt đắng. Gà ngon ghê quá nha. Lần bé con ăn cho vui. Đó, đúng rồi. Mời mọi người nha. Ủa, con còn không rập đây cái thấy, ở trong camera mà con đang quay mà. Quay có bà nội đang đấy. Có bà nội luôn. Đó, bà nội đang ngồi đó. Bữa sau, cái nào bỏ lên cái con nói cô ở đây con bắt cho thôi. Bắt đặt đề hả? Không đại á. Cô chưa vui chứ à? Chưa đào đâu được, có thay rõ chứ. Đúng rồi đó. Chưa có đợt tình hình, đủ thứ chứ hả? Đây, mời mình nha, cái càng này. Đây, muối tiêu đây. Không, muối tiêu ta đậu tóp nước bán này. Nè, mắm này. Muối tiêu của ta. Không, muối tiêu không tính làm cho nổi đấy chứ. Chanh. Cua rất là chắc cả nhà. Rồi hả? Cũng mua là 350 ngàn một ký. Trời, dữ rồi hả? Con mua 4 con này để đây cái nồi ăn chừng nào bỏ tủ lạnh á. Chừng nào cái nồi ăn cái nồi kêu cô đó cũ hấp lại cho mình nồi ăn. Chứ không phải trừ bà nội ăn với con à. Vậy giờ nó ăn đi, ăn chừng nào mà không hết á. Nếu mà ăn không hết á. Ê, chị đổ rồi, em biết rồi. Trời, ngọt quá. Trời. Ủa, con ăn cao chưa cái đại. Đây, con lột cho nội chút thì con ăn. Ăn lẹ mà, con thanh niên. Ngọt chi. Đã cho con dễ thương quá thôi. Đừng có nghĩ, quấy, bây giờ, chưa nào. Bà nội mình thương mình sình lắm cả nhà. Thương má. Nó cũng thương bà lắm. Cô bà cố là có biết à? Cố biết, chút gọi cho nó nói chuyện bà cố. À, sẵn chừng. Trừ ba mẹ nó trời đó hả? Này, có nghe.
chứ không hôm qua 7 à? Chưa đi nè, vài bữa mới đi. Phương à, Phương à, cho An ở nhà đây học đây. Không dám vô video. Ngại vô video. Dạ. Dạ dạ. À, cái vô rồi. Cứng dữ vậy bạn. Vậy chồng có khăn giấy không cô Phương? Có giấy không? Giấy nào cả. Có không? Được á, con giấy rồi. Đấy. Con giấy rồi. Hết đầu rồi đậu đó. Thôi giờ thôi được rồi, khỏi khỏi. Dạ, để con đi mua. Tập con mua. Thôi, để con đi mua hả? Để đi mua cái chiều ở đây. Bây giờ con về. Con ngày mai rồi, ngày mốt. À, báo con về. Tập. Rồi quá, đọt cao thấy. À, đúng rồi. Cao về cái đọt. Đọt xong đi con đọt. Ngon. À. Trời, ngon quá. Mình biết bà nội mình rất là thích cua với ghẹ cả nhà. Rồi lâu mình về mình có dịp đi ngang ghé thấy là mua về cho bà nội. Mày nhớ thì mình có thấy con rồi. Không có. Hôm qua kêu thấy cái cua con đó mà. Đâu có con đó rồi. Không, không sao, để chút con đi mua nha. Chút con đi mua với, mua chạy đi. Đâu có đo đi. Có đo bà. Dạ. Chịu đã mua. Đâu tập được rồi. Rồi, thì bỏ đi rửa tay nha cả nhà ơi. Ta đây. Rồi, bây giờ tới mình ăn cơm nha. Giọt á. Đây, mình chấm tương này. Đi về buổi trưa rồi mà cả nhà. Đói bụng. Ăn gì thấy ngon. Ngon không? Ngon ghê. Bà nội đang coi video của chú Bình. Chú Bình chú Nghĩa đang nói chuyện. Con đỡ à, nó bỏ ra. Dạ. Bà thử cái mai này. Thử cái mai này nó ngọt lắm. Ba cây. Mai cua này. Tối hả? Có mình thử cái gì không?
Công việc cũng bận biểu dữ lắm rồi nè. Tối nào vui buồn à, là cái tiền của em nó xáo não chứ. Mà đạo cái hầu tàu mình là đâu khác đâu em. Tốt là hơi đứng gỡ buồn. Cháu, cố cha đạo biết là chị à. Nó ừ. Cái càng nữa đi. Hả? Hả? Nào cái càng nữa. Ở cái nào đi ăn đi, bỏ túi lạnh đi. Bỏ lạnh thì ăn hết hết rồi, nếu con còn lại thì con mua tiếp. Mà đạo không biết uống bia chứ đó ai biết biết ấy. Rồi mình kêu ông nội còn sống á cái nè, chiều nào ông nội cũng hai lon bia. Ừ, hai lon. Chiều nào hai lon là mình nội cũng ngồi đó chơi rồi lâu mới xin hấp không hấp. Không hấp ông nội là. Cũng kêu uống miếng đi. Tội chứ. Hết cái tôi biết đây. Bà đạo không dốt, bà đạo sợ sai á. Em là ngon, hết miếng canh này ngon. Kỳ vô đái tao ha. Để nói nó ha. Nói là 20 năm rồi á. Chứ là kỳ vô đậu con bốn rồi rồi. Ha. Đậu đó ăn á. Ghê. Ôi giời. Ăn rồi á hả? Rồi ăn hết một con. À, ngon quá mày nè. Có canh đấy không? Có rồi, con tương canh. Mẹ ăn tương canh. Tương canh gì vậy? Đó. Thì cái video ngày hôm nay là coi như là Bảo làm để cho cả nhà thấy cái sinh hoạt của là mỗi về rồi đó ăn cơm chưa với bà nội về đó, hai bà cháu nói chuyện tâm sự với nhau vui đó. Thì bà nội mình đã ăn uống cũng ít lắm đây nè, nên là đó chỉ ăn được con cua thôi, mấy cái càng. Còn cái này mình để lại đây trong tủ lạnh để cho chiều hoặc mai bà nội thèm muốn ăn nữa thì có gì nhờ cô hấp lại cho bà nội ăn. Thì coi như video tới đây mà cũng xin kết thúc. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ, theo dõi. Bảo sẽ còn tiếp tục làm video ngày mai ngày mốt trên về nội nữa cho cả nhà coi. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.